Ngày 15 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Thái Minh Trí, sinh năm 1969, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, 18 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, vào tháng 2 năm 2022, Trí và A, sinh năm 1994, ngụ huyện U Minh Thượng, sống chung với nhau như vợ chồng. Ngày 25 tháng 2 năm 2023, Trí từ thành phố Hồ Chí Minh đến nhà A, ở ấp Minh Thượng A, xã Minh Thuận, huyện U Minh chơi. Tại đây, A tổ chức uống rượu với Trí và một số người khác. Tiệc rượu kéo dài đến khuya mới kết thúc. Một lúc sau, Trí nghe A ở trong phòng đang nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác rất thân mật. Trí nghi ngờ mình bị người tình lừa dối nên nổi cơn ghen, lấy dao đâm A làm nạn nhân tử vong. Sau đó, Trí tự đâm vào ngực mình 4 nhát thì bất tỉnh. Sáng hôm sau, Trí sợ bị người nhà gia đình nạn nhân giết nên đi ra phía sau lấy dao rồi tự đâm vào bụng 2 nhát nữa thì ngất xỉu. Công an xã có mặt kịp thời đến đưa đối tượng đi cấp cứu. Ngoài lãnh mức án 18 năm tù, Thái Minh Trí còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 200 triệu đồng và cấp dưỡng con của nạn nhân mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.